Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì thật là vui và tuyệt vời khi hôm nay Cường tiếp tục ngồi và chia sẻ cho quý vị và các bạn về những mẫu nhà, những công trình mà bên công ty bên mình đã tư vấn thiết kế thi công ở trên toàn quốc nha quý vị các bạn nhé. Thì hôm nay Cường xin phép là giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái mẫu công trình nhà vườn mái Thái mà bên công ty bên mình đang tư vấn thiết kế cho anh Hùng ở Phú Lương, Thái Nguyên nha quý vị các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay Cường xin phép là chia sẻ cho quý vị và các bạn là trong 3 phần chính. Phần thứ nhất thì Cường xin giới thiệu cho quý vị và các bạn về hình thức. Thứ hai là Cường xin giới thiệu cho quý vị bạn về công năng, và thứ ba là Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về cách mà chúng ta đọc cái bản vẽ của công trình này như thế nào, và để sao cho các bác thợ cũng như là chủ nhà có thể là quản lý và giám sát được cái công trình nhà mình nhé quý vị các bạn nhé. Trong video thì Cường xin phép là chia sẻ rất kỹ để cho quý vị các bạn hiểu và áp dụng ứng dụng được vào trong công trình nhà mình, phải không ạ? Và trước khi đi vào video, bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Cường thì Cường xin mời quý vị các bạn là ở dưới góc phải màn hình có nút đăng ký, quý vị các bạn hãy nhấn nút đăng ký, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất, phải không ạ? Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường vào xem video lần này. Trước tiên thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem phối cảnh tổng thể công trình nhìn từ bên trên nhìn xuống nhé quý vị các bạn nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu về hình thức trước, xong rồi chúng ta sẽ đi sâu vào cái công năng của công trình, đúng không ạ? Đây là cái phối cảnh nhìn từ trên xuống, đúng không ạ? Thì quý vị các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là trực quan về công trình. Thì trước khi đi vào cái hình thức của công trình, Cường xin phép là chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái nhu cầu và mong muốn của anh Hùng về công trình lần này nhé quý vị các bạn nhé. Về mong muốn và nhu cầu của công trình lần này, anh Hùng mong muốn một công trình với cái tổng diện tích khoảng tầm 300m² đổ xuống, và anh mong muốn có một công trình gồm có 3 phòng ngủ nha quý vị các bạn nhé, 3 phòng ngủ và một khu bếp riêng, đúng không ạ? Và công trình anh mong muốn là làm với phong cách hình thức theo kiến trúc là tân cổ điển nha quý vị các bạn nhé. Đây, Cường xin phép là chia sẻ cho quý vị và các bạn xem về cái hình thức tân cổ điển này, đúng không ạ? Đây là cái phần mái của công trình nhìn từ trên xuống. Cường đang sử dụng cái phần mềm SketchUp của bên công ty bên Cường để Cường sẽ vẽ cũng như là Cường review cho quý vị các bạn xem, thì quý vị các bạn sẽ nhìn thấy và sẽ rất là dễ hiểu nhé quý vị các bạn nhé, đúng không ạ? Đây là cái phần phối cảnh công trình, đúng không ạ? Các bạn có thể xem kỹ ở trên màn hình điện thoại cũng như là máy tính sẽ rất là to, sẽ rất rõ ràng, đúng không ạ? Thì hiện nay công trình thì Cường vẫn đang sử dụng chủ yếu là tông màu trắng sứ nhé quý vị các bạn nhé, màu trắng sứ rất đẹp, đúng không ạ? Tông màu trắng sứ rất đẹp. Kết hợp với đó là cửa cũng là Cường đang sử dụng là cửa khung nhôm sinh pha, cửa màu trắng luôn nhé quý vị các bạn nhé, cửa màu trắng thì nó làm cho cái công trình của mình nó hài hòa hơn, phải không ạ? Đó, hài hòa hơn. Về cái phần bậc lên của công trình thì Cường xin mời quý vị các bạn đây ạ. Phần bậc lên công trình thì Cường đang sử dụng là 5 bậc như quý vị các bạn nhé, 5 bậc làm cho cái công trình của mình là cái chiều cao nó vừa tầm so với cái nhà. Nếu mà chúng ta làm 3 bậc thì là chiều cao nó sẽ hơi thấp, còn khi mà Cường sử dụng 5 bậc thì là nó sẽ vừa tầm cho cái công trình nhà mình các bạn nhé. Bậc cao là bậc là 170, đúng không ạ? Đây ạ. Đây là cái phần sảnh chính của công trình, đúng không ạ? Đó. Phần sảnh chính thì Cường sẽ ẩn cây đi. Đây. Đúng chưa? Phần sảnh chính của công trình khi nhìn vào. Đó, thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là cái hình thức của cái mái Thái lần này và so kết cấu với lại cái hình thức công trình và cái tỷ lệ công trình rất là hài hòa. Khi mà Cường vẽ và Cường có xét thì Cường đã phải tính toán làm sao cái công trình cho nhà anh Hùng là nó đẹp nhất cho quý vị và các bạn nhé, đúng không ạ? Đây, các cái đầu gờ phào chỉ, đúng không ạ? Đây là cái đầu cột. Đó, cái cột này thì Cường đã làm sử dụng là cột 600 nhé quý vị và các bạn nhé, của 600, nên là cái công trình nó mình trông nó rất là bề thế, và cái sảnh này thì Cường mở rất là rộng, Cường mở rộng ra, đúng không ạ? Làm cho công trình rất là bề thế, và cửa này thì Cường cũng mở cực kỳ rộng và mở hai cánh thì làm cho cái công trình của anh Hùng nó trông nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, phải không ạ? Đó, đây ạ. Và phần đằng trước này thì quý vị bạn có thể thấy được rằng là mình cũng đang nhấn nhá ở tất cả những cái đầu phào ở cái phần cửa, đúng không ạ? Từ cửa chính cũng có đầu phào được nhấn nhá, và cửa sổ cũng có đầu phào được nhấn nhá. Các cái đầu góc tường này, các cái đầu góc tường đấy thì Cường cũng đều nhấn nhá đổ cột theo cách tân cổ điển, đúng không ạ? Đó, đây là các phào bên trên Cường chia là một cái phào to, phào bên dưới này là Cường làm nhỏ hơn để làm một cái sự hài hòa và cân đối trong cái công trình, phải không ạ? Nhiều bạn hay hỏi Cường là cái phần trước anh trang trí như nào. Đó, thì phần này thì Cường cũng đang sử dụng là các cái phần trang trí nhẹ nhàng, những họa tiết hoa văn, đúng không ạ? Và làm những cái ô thông gió cho những cái lam cửa này nhé quý vị các bạn nhé. Đấy, hay là cái phần bên này các bạn sẽ thấy đây là những cái cửa nha quý vị và các bạn nhé. Cái cửa này nó có công dụng là gì ạ? Cái cửa này nó có công dụng là làm đối lưu cái không khí ở trong cái mái Thái của nhà mình nha quý vị các bạn nhé, làm cho cái công trình nhà mình là thứ nhất là nó mát hơn và nó đối lưu không khí làm cho nó thoáng về mùa hè nha quý vị các bạn nhé, đúng không ạ? Đó, và các cái hình thức phào này
các bạn có thể là xem. Cường cũng xin phép là review rất kỹ như thế này để cho các bác thợ nhà anh Hùng có thể là đọc bản vẽ và có thể là làm được nhé quý vị các bạn nhé. Đó, những cái con sơn, đúng không? Những cái con sơn hay là những cái phào giật ra sao, như thế nào. Đây, ví dụ như đây là cái khoảng cách giật này là 120, đúng không ạ? Đó, các cái đầu cột ra sao, như thế nào, đúng không ạ? Đó, thì trong bản vẽ thì Cường sẽ mô phỏng rất là kỹ, đúng không ạ? Đây, nước thì khi mà nước thì chúng ta sẽ là nước là chảy xuống bên dưới máng này nhé quý vị và các bạn nhé. Đó, đó. Ok. Đối với lại những công trình như thế này thì chúng ta nên sử dụng là màu sơn trắng, đúng không ạ? Màu sơn trắng sứ sẽ làm cho công trình của mình đẹp hơn rất là nhiều, phải không ạ? Và bây giờ thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem công năng của cái công trình lần này để chúng ta sẽ hình dung ra nó rõ hơn nhé quý vị và các bạn nhé. Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem cái bản bố trí nội thất công trình để quý vị và các bạn sẽ hình dung rõ về cái công năng của công trình. Sau khi mà Cường chia sẻ này xong thì Cường sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái bản vẽ chi tiết của cái công trình lần này và cái cách đọc bản vẽ để quý vị và các bạn sẽ dễ hình dung nhé quý vị và các bạn nhé. Đúng không ạ? Đây là cái phần phối cảnh tổng thể công trình nhìn từ trên xuống theo mô hình 3D, đúng không ạ? Thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là phần sảnh lên lúc nãy Cường đã chia sẻ rồi là lên 5 bậc và Cường nhấn nhá ở cái bức sảnh chính này bằng một cái viên gạch hoa cực kỳ đẹp nhé quý vị và các bạn nhé, đúng không ạ? Là viên gạch hoa rất là đẹp. Sau khi đi bước vào sảnh chính thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng đây là cái mô hình 3D. Các bạn này trực diện sảnh giữa nhà thì Cường đang sử dụng là đó chính là cái khu vực gian thờ nhé quý vị và các bạn nhé. Đó, đây là khu vực gian thờ của công trình, đúng không ạ? Và phần bên cạnh này đó chính là cái khu vực mà là phòng khách, đúng không ạ? Rất là sang trọng và vuông vức cho cái công trình nhà mình, đúng không ạ? Phòng khách thì diện tích là vừa đủ để cho anh có thể kê một bộ sofa, đúng không ạ? Về hình thức của công trình. Và hai bên này, hai bên phòng thờ thì là Cường đang bố trí. Thứ nhất thì Cường xin mời quý vị và bạn xem, đây là phòng ngủ 01, đúng không ạ? Phòng ngủ 01. Phòng ngủ 01. Phần đằng trước này thì quý vị bạn có thể thấy được rằng là Cường đang sử dụng là cái cửa sổ mở rất to và rộng và nó cân đối với lại hình thức của công trình và nhà. Phần hai là phần cửa sổ đây ạ. Phần cửa sổ Cường mở ở hai bên hông của đầu giường này, đúng không ạ? Giường này thì Cường đang sử dụng là giường mét 8 nha quý vị các bạn nhé. Và cửa Cường mở hai bên hông thì khoảng cách từ giường mét 8 ra bên ngoài là Cường để thường thường là Cường để 100 đến 150, xong rồi Cường mới bắt đầu làm cửa, đúng không ạ? Cửa thì Cường đang sử dụng là cửa 900, đó là cái 900 là cái kích thước phủ bì để khi mà chúng ta thợ xây hoàn thiện nhé quý vị các bạn nhé. Còn kích thước thông thủy của công trình thì Cường đều tính toán làm sao cho nó đúng với phong thủy là 810, là kích thước đẹp nhất của những bộ cửa về chiều rộng, đúng không ạ? Về chiều rộng của cửa đó thì Cường đã tính toán rất kỹ để cho anh Hùng là có được cái cửa nó chuẩn theo phong thủy như các bạn nhé. Và cái phòng ngủ 01 này thì Cường đang bố trí ở đây đó chính là một cái vệ sinh riêng như quý vị các bạn nhé. Từ phòng ngủ 01 vào thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đó chính là phòng ngủ 02. Đây là phòng ngủ 02, đúng không ạ? Thì Cường đang bố trí giường này để quay trực diện vào vào khu vực bàn thờ, đúng không ạ? Và cũng phòng này cũng có một vệ sinh riêng nhé quý vị các bạn nhé. Phòng này thì có hai cửa sổ mở rất là thoáng và sáng, đúng không ạ? Tiếp theo Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem phòng ngủ 03 Cường bố trí ra sao ạ. Đây là phòng ngủ 03 thì đầu giường này Cường vẫn đang quay trực diện vào trong bàn thờ, đúng không ạ? Và phòng này là anh Hùng là làm cho bà nên là cũng có vệ sinh riêng nhé quý vị các bạn nhé. Đó, khi vượt cửa vào thì đây là lối cửa vào. Khi mà vào thì là anh thì đây khi mà Cường thiết kế thì những cái phần mà trong góc nhọn của cái phòng vệ sinh này thì là Cường khuyên quý vị và các bạn là nên bo tròn lại theo cái hình bo tròn lại 100, đúng không ạ? Chúng ta có thể là làm anh Hùng thì rất là thích là làm cái đoạn này nó tròn nó rộng hơn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta làm tròn rộng hơn ý, thì là cái vệ sinh của chúng ta ấy, là khi mà lát gạch thì rất là khó, đúng không ạ? Rất là khó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm như vậy ý, thì là cái độ cua nó rất là rộng, đúng không ạ? Không cần thiết thì chúng ta cũng chỉ cần là cua cái đoạn này nó nhỏ thôi nhé quý vị các bạn nhé. Làm cái đoạn này nó nhỏ thôi, cua 100, đúng không ạ? Vét 100 là đã tránh được sự va chạm rồi nhé quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì Cường xin giới thiệu với quý vị các bạn, đây là cái khu bếp riêng của anh, khu bếp riêng ăn của anh, đúng không ạ? Khu bếp riêng ăn của anh thì cũng được Cường là đang đề co thiết kế theo cái phong cách là kiến trúc tân cổ, đúng không ạ? Từ nội thất cho đến hình thức bên ngoài nhé quý vị các bạn nhé. Đây, khu vực này là Cường đang để là rửa tay, đây là khu vực bếp, đúng không ạ? Đây là khu vực bếp. Ở bên này thì Cường đang để là tủ lạnh và chúng ta có thể là để rửa thêm những cái ngăn đồ khô, hay là chúng ta có thể để lò vi sóng ở đây nhé quý vị các bạn nhé, đúng không ạ? Đó, đây Cường đều co nội thất cho quý vị các bạn luôn, đúng không ạ?
Về các cái hình thức thì như lúc đầu thì Cường đã chia sẻ rồi, đó là từ cái hình thức cửa là đều là nhất quán giống nhau, cũng như là đồng sự đồng điệu trong hình thức, làm cho cái công trình của mình nó rất là đẹp nhé quý vị và các bạn nhé. Đây ạ, đó, từ những cửa mở cột đúng không ạ. Về phần đối với nhà anh Hùng thì là anh đang mong muốn là có một khu vệ sinh riêng ở bên ngoài này đúng không ạ, và có một cái phần phòng kho ở đằng sau đúng không ạ. Đây, phòng vệ sinh riêng ở bên ngoài, đây là một phòng tắm này, đây là khu vực phòng tắm và bên này là khu vực vệ sinh, và anh có một cái kho ở bên ngoài nhé quý vị các bạn nhé. Đó, đây vừa rồi ý, thì là Cường đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái 3D của công trình lần này, nhìn từ trên xuống nó như thế nào để cho quý vị bạn hình dung ra được cái công năng và các bạn có thể là xây dựng được đúng không ạ. Và bây giờ thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem bản vẽ chi tiết của công trình, cũng như là Cường sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn về cái cách đọc bản vẽ của công trình nhà mình như thế nào nha quý vị các bạn nhé. Và bạn nào mà đã xem đến đây rồi, bạn nào mà cần cái công trình lần này, các bạn hãy liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946486379 để Cường sẽ trực tiếp mà tư vấn thêm cho quý vị và các bạn, và các bạn có thể là đăng ký những dịch vụ thiết kế của bên công ty bên Cường phải không ạ. Bây giờ Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem bản vẽ chi tiết của công trình này. Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem cái bản vẽ chi tiết công trình này. Đây là cái bản vẽ chi tiết của công trình đúng không ạ. Đây là công trình mà Cường đang làm cho anh nhà anh Hùng ở xã Hợp Thành, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên quý vị các bạn nhé. Đây là hồ sơ mà Cường giao vào ngày 2 tháng 2 năm 2021 đúng không ạ. Đó, trong cái bộ hồ sơ này thì có cái danh mục bản vẽ đầu tiên. Đây là cái danh mục bản vẽ nha quý vị các bạn nhé. Chỉ trong cái danh mục bản vẽ này có rất là nhiều các bản vẽ khác nhau, từ bản vẽ KT00 cho đến bản vẽ KT37 nha quý vị các bạn nhé, gồm có 38 bản vẽ liền đúng không ạ. Có cực kỳ nhiều bản vẽ, và các cái bản vẽ này, các cái chi tiết của công trình thì đều được Cường bóc tách ra rõ ràng để từng thành bộ hồ sơ, từng bản vẽ làm sao cho nó đầy đủ nhất để cho quý vị và các bạn có thể thi công được nha quý vị các bạn nhé. Thế nên là các bạn khi mà các bạn đọc bất cứ một bản vẽ nào thì quý vị các bạn chỉ cần là hiểu về cái quy trình thi công của công trình của nhà mình như thế nào thì các bản vẽ nó sẽ như vậy nha quý vị các bạn nhé. Đó, thì trong cái bộ hồ sơ này sẽ gồm có 3 phần chính. Phần đầu tiên đó là phần kiến trúc, phần thứ hai là phần kết cấu, phần thứ ba là phần điện nước nha quý vị các bạn nhé. Thì Cường hôm nay xin phép chia sẻ cho quý vị và các bạn tất cả 3 cái phần này để cho quý vị và các bạn sẽ hiểu về cái bộ hồ sơ kiến trúc nó bao gồm những bản vẽ nào và cách đọc bản vẽ ra sao đúng không ạ. Đây là cái phần cực kỳ quan trọng, nên là Cường cũng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem video, và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất đúng không ạ. Và Cường sẽ phát video vào lúc 19:45 thứ hai đến chủ nhật hàng tuần quý vị các bạn nhé đúng không ạ. Đây, bây giờ thì Cường ví dụ như trong cái bản danh mục bản vẽ này thì quý vị các bạn có thể là bản vẽ chi tiết công trình KT02 đó, thì Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn đúng không ạ. Đây, đó, đây là cái bản vẽ chi tiết công trình đó, Cường sẽ dở ra cái bản này để cho quý vị các bạn xem. Quý vị các bạn, bà con nào mà đang xem video thì quý vị các bạn có thể là chụp lại màn hình để có thể là áp dụng cho cái công trình nhà mình nhé quý vị các bạn nhé. Đối với công trình lần này thì kích thước công trình đây đang dao động là khoảng từ 10m 16, đúng không ạ, 16,6m đến nhân với lại là 18m nha quý vị các bạn nhé. Tổng diện tích là bằng 290m2 đúng không ạ. Thì do anh Hùng là đang mong muốn cái công trình nhà mình là có cái phần kho hay là phần xí, phần tắm ở đằng sau này, nên là cái diện tích nó sẽ rất là lớn đúng không ạ, đối với lại một cái khu vực nhà vườn đúng không ạ. Thế nhưng mà các bạn có thể là áp dụng, ứng dụng được vào công trình nhà mình bằng cách là bỏ toàn bộ cái phần đằng sau đi đó, bỏ phần đằng sau đi và có thể là đẩy dịch khu vực bếp này lên đúng không ạ, để cho cái công trình nhà mình nó vừa tầm hơn. Nó sẽ dao động vào kích thước khoảng tầm từ 140m2 cho đến là 160m2 như quý vị các bạn nhé đúng không ạ. Về cái diện tích của công trình, đây quý vị các bạn có thể thấy được rằng là phòng ngủ 01 đấy ạ. Đây là phòng ngủ 01, diện tích là 17m2, phòng ngủ 02 là 16m2, và phòng ngủ 03 đây là 17m2 đúng không ạ. Tất cả các phòng ngủ đều có vệ sinh khép kín được chưa ạ. Đó, và khu vực bếp, đây là khu vực phòng khách này, bằng 35m2, rất là vừa tầm đúng không ạ. Khu vực của phòng thờ là bằng 23m2 như quý vị các bạn nhé. Các cửa thì mình đã đều bố trí làm sao cho nó phù hợp nhất rồi đúng không ạ. Đối với khu vực phòng khách 35m2 này thì khi mà diện tích như vậy và kết hợp với cái phòng khách mà đủ cái chiều rộng và chiều diện tích như vậy thì làm cho cái phòng khách rất là sang trọng nha quý vị các bạn nhé đúng không ạ. Đây, đây là cái phòng khách đúng không ạ. Đó, thì khi mà nhà có công có việc thì chúng ta có thể bỏ bộ sofa ra và chúng ta có thể là giải ra đây là được tầm 7 đến 8 mâm nhá quý vị các bạn nhé. Ngồi gia đình quây quần bên nhau là rất là vui vẻ luôn nhá quý vị các bạn đúng không ạ. Đối với lại một không gian diện tích nhà vườn theo cái phong cách như thế này đúng không ạ. Đây là khu vực bếp ăn, đây là khu vực bếp ăn đúng không ạ. Bếp ăn được Cường bố trí rất là hài hòa đúng không ạ.
Và khi mà các bạn xem xong cái bản phần kiến trúc ấy, thì là khi mà các bạn xong phần móng thì các bạn mới xem cái đến phần kiến trúc nhé các bạn nhé, đúng không ạ? Cái móng như thế nào, Tẹo Nước Cường xin phép được chia sẻ rất kỹ cho quý vị các bạn, đúng không ạ? Được, Cường xin giới thiệu sơ qua về bộ bản vẽ này đã. Đây là cái phần bản vẽ mái công trình, đúng không ạ? Mái công trình thì phần sau này thì Cường đều khoét cái diện tích của đoạn này lại, khoét cái mái này đi, đúng không ạ? Để anh Hùng là có thể là để được những cái tét nước và cũng như là năng lượng mặt trời nhé quý vị các bạn nhé, đúng không ạ? Bây giờ thì Cường xin mời quý vị các bạn xem là bản vẽ số, đó là cái bản vẽ mặt đứng của công trình, đúng không ạ? Thì trên cái bản vẽ mặt đứng này thì là Cường đã ghi rất rõ về các cái kích thước, cái chiều dài, chiều rộng của công trình ra sao, cửa giả và khi mà hoàn thiện công trình thì sẽ như thế nào. Thì quý vị các bạn có thể nhìn ở trên cái bản vẽ mặt đứng này, đó là một cái sự hài hòa nhé quý vị các bạn nhé, hài hòa. Khi mà có bản vẽ thiết kế thì bao giờ kiến trúc sư cũng sẽ nghiên cứu về cái hình thức tỷ lệ cho công trình của mình nó đẹp nhất và nó chính xác nhất, để khi mà các bạn là xây một cái công trình mà các bạn không phải đập hay là sửa bản vẽ nào, cứ làm theo đúng bản vẽ là đẹp nhé quý vị các bạn nhé. Chứ không phải là chúng ta làm xong một cái công trình mà chúng ta không ưng ở đâu là chúng ta bắt đầu là chúng ta đập đi và chúng ta sẽ sửa. Làm như vậy thì là cái giá trị của cái công trình, thứ nhất là nó sẽ mất đi, nó mất hay đi, đúng không ạ? Và chúng ta đôi khi chúng ta sẽ sinh ra cãi cọ nhau, cãi nhau với lại thợ. Điều này là điều mà không ai mong muốn quý vị các bạn nhé. Đó, và chúng ta cũng không ưng cái công trình nhà mình, phải không ạ? Thế nên là bộ hồ sơ bản vẽ luôn luôn là cho quý vị bạn hình dung ra được chính xác cái công trình mà quý vị các bạn làm nó như thế nào, kích thước nó ra sao và màu sắc nó như thế nào, cũng như là các bạn hình dung được chính xác về vật tư vật liệu để quý vị các bạn có thể là quản lý được cái công trình nhà mình, phải không quý vị các bạn? Đó là cái giá trị bộ hồ sơ bản vẽ mang lại nhé quý vị các bạn nhé. Thế nên là các bạn nào mà muốn có một cái dịch vụ mà thiết kế tốt chuyên nghiệp thì quý vị các bạn nên đăng ký sớm với bên công ty bên Cường để Cường sẽ trực tiếp mà thiết kế thi công cho quý vị và các bạn có những công trình đẹp nhất trong năm 2021 nhé quý vị các bạn nhé. Đó, và bây giờ thì Cường sẽ dở quý vị các bạn ví dụ như bản vẽ số 18. Bản vẽ số 18 này, đó chính là cái mặt cắt của công trình, đúng không ạ? Mặt cắt công trình là nó thể hiện là chính, đó là các cái cao độ của công trình, kích thước cửa khi mà cắt qua nó sẽ như thế nào quý vị các bạn nhé. Ví dụ như là cắt qua cái vệ sinh đây thì các bạn có thể thấy được rằng là chiều cao khi mà cắt qua cái vệ sinh này là bao nhiêu, đúng không ạ? 2m7, đúng không ạ? Và trên này nó có một cái ô cửa để chúng ta mà đặt những cái kho bên trên, có bình nóng lạnh cũng như là để đồ bên trên cái kho này, đúng không ạ? Và nó thể hiện được cái chiều cao của cái trần của công trình, đúng không ạ? Tổng chiều cao của đến mặt kịch trần của công trình lần này là bằng 4350, đúng không ạ? Hay là các kích thước máng nước ra sao, như thế nào, là thể hiện rất rõ cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn thi công nhé quý vị các bạn nhé. Đối với bản vẽ như này mà khi mà các nhà thầu làm việc ấy, thì là sai đâu thì là bên đấy chịu, nên là các bạn là sẽ không bao giờ bị mắc phải là vấn đề cãi nhau nhé các bạn nhé, đúng không ạ? Tiếp theo đây là kích thước cửa, đây là mặt cắt của công trình, đúng không ạ? Tiếp theo thì Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường xem cái bản vẽ 27 đi, chi tiết cột đi, 27 đúng không ạ? Đây là chi tiết cột, đúng không ạ? Thì đối với là một cái bản vẽ cái chi tiết mà nó khó như thế này thì bên mình đều có cái phần 3D mô tả rất kỹ cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn là xem đọc được cái bản vẽ của mình, đúng không ạ? Rất dễ dàng, đúng không ạ? Đây là cái mặt đứng của cái cột, đúng không ạ? Mặt đứng của cái cột đó, các cái kích thước mặt đứng cái cột này là cao 3m này, các bạn có thể nhìn thấy cao 3m, rộng phần đế là bằng 700, đúng không ạ? Rộng phần đế 700, hay là các cái kích thước như nào, cái tỷ lệ cột, các bạn nhìn vào cái tỷ lệ khi mà kiến trúc sư thiết kế nó rất là cân đối hài hòa giữa cái chiều rộng hay là chiều cao, những cái cổ cột ra sao như thế nào, nó cực kỳ hài hòa luôn nhé quý vị các bạn nhé. Không phải là như chúng ta là thích một cái gì đó, chúng ta mang cái điện thoại smartphone chúng ta chụp nhà này xong chúng ta đưa cho các nhà thầu phụ và nhà thầu phụ họ cứ thế là họ làm. Không phải như vậy đâu các bạn ạ. Kiến trúc sư khi làm thì đều tính toán từng chi tiết nhỏ nhất cho quý vị các bạn, từ những khoảng đây từ những khoảng r bằng 135 này đó, hay r bằng 75 này, đó r 45 này, đó, từ những khoảng này làm như nào để cho nó phù hợp thì là kiến trúc sư đã tính toán rất kỹ những điều đấy để cho các bạn làm nhé quý vị các bạn nhé. Đó đấy, hay chi tiết cột này, đúng không ạ? Đó, thật tuyệt vời vì điều đó. Hay là đây, Cường xin phép được chia sẻ về bản vẽ về số 32, đúng không ạ? Bản vẽ số 32 đó, cực kỳ nhiều bản vẽ, đó là cái bản vẽ về chi tiết cửa của công trình.
chi tiết phào ở xung quanh cửa này, đúng không ạ? Rất là chi tiết, từ những cái tỷ lệ cực kỳ hài hòa luôn nhé quý vị bạn nhé. Đấy, đúng không ạ? Đó là rất là rõ ràng để cho quý vị các bạn hiểu được. Trong cái bản vẽ của Cường lần trước ấy, ở cái một cái phần mô video mô tả về cái cách mà chúng ta đọc bản vẽ thì Cường đã chia sẻ rất kỹ rồi, thì dưới video này Cường sẽ để lại cái link đó để cho quý vị và các bạn về cái cách mà đọc bản vẽ nó kỹ hơn nhé các bạn nhé, thì các bạn hãy xem video đó cho Cường, phải không ạ? Và bây giờ thì Cường xin giới thiệu với quý vị các bạn về các bản vẽ chi tiết cửa, đúng không ạ? Trong cái bộ hồ sơ bản vẽ thì là khi mà đội thợ cửa làm, đúng không ạ, thì là Cường cũng đều có những bản vẽ chi tiết cửa rất rõ ràng để cho đội thợ là có thể làm được cái bộ cửa mà nó ưng ý nhất, nó đẹp nhất, phải không ạ? Tất cả các cửa ở đây thì Cường đã đều được tính toán cái thông thủy theo cái thước lỗ ban rồi, rất là chính xác những con số để làm sao cho anh Hùng có được một cái công trình nó tốt nhất, nó đẹp nhất như quý vị và các bạn nhé, đúng không ạ? Đấy là những chi tiết về bộ cửa, đúng không ạ? Đó, và những chi tiết về hoa sắt, đúng không ạ? À, vừa rồi thì Cường đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về bản vẽ kiến trúc của công trình. Và bây giờ thì Cường xin phép là chia sẻ cho quý vị và các bạn về bản vẽ kết cấu của công trình lần này như thế nào, để cho quý vị và các bạn hiểu được những quý vị và các bạn nhé. Thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy xem video. Và bạn nào đang xem video thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký, nhấn vào chuông, để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất, phải không ạ? Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem bản vẽ kết cấu của công trình. Đối với bản vẽ kết cấu của công trình ấy, thì quý vị các bạn là chỉ cần hiểu được cái quy trình thi công của cái phần khung của công trình là quý vị các bạn có thể đã đọc được cái bản vẽ này rồi nhé quý vị các bạn nhé. Đây là bản vẽ kết cấu của công trình, thì trong bản vẽ kết cấu này có cái danh mục bản vẽ công trình, đúng không ạ? Các cái bước thi công như thế nào thì chúng ta sẽ làm y như thế, thì cũng sẽ để cái link mô tả về các cái bản vẽ mình chi tiết móng như nào, thì cũng sẽ để cái link mô tả chi tiết ở dưới cho các bạn xem, đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Đây Cường xin phép là bật. Đấy. Trước khi mà chúng ta làm thì bao giờ thì chúng ta cũng cần phải có một cái bản vẽ, đó là bản vẽ đầu tiên, đó chính là định vị cột móng. Bản vẽ định vị cột móng hay là thể hiện cho quý vị các bạn là cái tim của cái móng đấy trên cái công trình nhé quý vị các bạn nhé. Ví dụ như là cái tim, cái cột khi mà lên thì nó sẽ như thế nào, toàn bộ các hệ tim này đó, các bạn sẽ vẽ theo đúng hệ tim này. Sau khi mà tim xong thì quý vị các bạn là đọc đến cái phần là bản đào những cái hố ở xung quanh là móng đơn, đúng không ạ? Đây đào cái hố xung quanh là cái hố 1m2 nhân 1m2, đúng không ạ? Hố xung quanh và sâu bao nhiêu, đúng không ạ? Sâu bao nhiêu thì trong cái bản vẽ đây Cường xin phép là lên kênh YouTube của Cường. Ở trên cái kênh của Cường thì có cái bản vẽ là kết cấu móng đơn và các bước thi công móng đơn mà Cường đã trực tiếp mà Cường review để cho anh Hùng hiểu được về các cái bước thi công cái móng đơn của anh Hùng như thế nào. Cường chia sẻ rất kỹ về cái phần này, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy được rằng là các Cường mô tả rất rõ. Đấy, các bạn có thể xem để áp dụng được vào trong công trình nhà mình nhá. Thì trong dưới phần mô tả link ấy, thì Cường sẽ để rất kỹ về cái link mô tả của cái video này để cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Với lại một cái bản vẽ về kết cấu móng thì các bạn có thể là đọc được theo đúng cái bản vẽ mà Cường mô tả ở dưới video, đúng không ạ? Từ cái kích thước cái móng này, cái cột này là bao nhiêu, phi 4 cái phi 16, đúng không ạ? Hay là sắt thép bố trí như nào thì Cường sẽ hướng dẫn kỹ cho quý vị và các bạn ở những video trước rồi, và ngoại thì Cường sẽ để ở dưới phần mô tả. Hay là đây ạ, hay là cái kích thước của dầm như thế nào, đúng không ạ? Đó, và một bản vẽ kết cấu thì không thể thiếu được ở đây, đó chính là bản thống kê sắt thép nhé quý vị và các bạn nhé. Trong cái bản thống kê sắt thép này thì quý vị và các bạn có thể là đọc được và biết được chính xác cái lượng sắt thép của nhà mình là bao nhiêu để quý vị và các bạn là có thể là mua và áp dụng được vào trong cái công trình nhà mình, phải không ạ? Đó chính là bản vẽ kết cấu của công trình. Vừa rồi thì Cường đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về một cái mẫu nhà vườn máy Thái mà bên công ty bên Cường là tư vấn thiết kế cho anh Hùng ở Phú Lương, Thái Nguyên nhé quý vị và các bạn nhé. Đây là một công trình với cái tổng diện tích xây dựng là 290m2 với 3 phòng ngủ và khu bếp tách riêng, phải không quý vị và các bạn? Và bây giờ thì Cường xin phép kết thúc video tại đây. Cường xin chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Cường xin chào và lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình để mỗi khi mà Cường xuất bản video, quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất, phải không ạ? Cường xin chào và lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.